Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay, một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây hiện cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người đang trong giai đoạn rất là tập trung để kiếm tiền đó ha. Tuy nhiên cuộc sống của bạn có khả năng đang trải qua những cái sự bị thị phi, hoặc là bị người khác nó tới nó lui, hoặc là có khả năng là các bạn trong giai đoạn này nên cẩn trọng ha, cẩn trọng trước việc gọi là đầu tư, hoặc là cẩn trọng trước việc gọi là giao tiếp với những người khác. Ở đây thì cần phải bảo vệ tài sản, tài chính cá nhân của bạn thật là tốt, cũng như là hãy biết giữ gìn đồng tiền của mình một cách khôn ngoan. Mình thấy các bạn đang có những ước mơ gì đó, bạn muốn theo đuổi nó, và bạn có khả năng là một người có sự quyết tâm, nỗ lực, kiên trì ha, và có một cái sự gọi là vượt qua những thử thách để có thể đạt được ước mơ, nguyện cầu của mình. Tuy nhiên ở đây thì một số bạn có thể là các bạn được khuyến khích hãy lên một cái kế hoạch chiến lược cho cuộc sống của bạn, và đừng khoa trương gì hết, cứ âm thầm lặng lẽ mà làm thôi ha. Cho đến khi mà nó thành công thì tự khắc nó sẽ ồn ào. Và có khả năng một số bạn, các bạn rất là thích làm việc độc lập. Và các bạn hiện tại thì có khả năng đang rất là muốn ở một mình ha, muốn dành thời gian riêng để bạn học hỏi, để bạn phát triển, cũng như là bạn nhìn nhận về chính bản thân của bạn còn thiếu sót điều gì, và phải nâng cấp điều gì nữa để có thể là đạt được cái sự may mắn, sự thành công mau chóng. Các bạn là những người rất là yêu thương gia đình cha mẹ của mình ha, là những người có một cái tâm hồn rất là đơn sơ và giản dị ở đây. Và đôi khi bạn là một người có lòng rất là tốt ha, tuy nhiên bạn cũng phải có một cái tâm phòng người. Tâm hại người thì không có, nhưng phải có tâm phòng người ở đây, và biết nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ gọi là nó sâu sắc, nó sáng suốt nhất. Và ở đây có khả năng sắp tới các bạn sẽ có những cái buổi sum họp gia đình, hoặc là những người gặp lại những người bạn cũ, hoặc là những người họ hàng quyến thuộc gì đó trong thời gian tới ha. Rồi để mình xem coi ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và ở đây thì mình thấy bạn là một người có khả năng gọi thu nạp, gọi là tiếp thu kiến thức rất là giỏi, và là một người có cái cặp mắt biết nhìn đời đó ha, biết suy xét, và là một người cũng có tinh thần thông tuệ đó. Cho nên bạn từng có tự đánh giá thấp bản thân của mình ha, đừng có tự xem thường bản thân của mình. Bởi vì chỉ có mình bạn mới có thể thay đổi được cục diện mọi thứ, chỉ có mình bạn mới có thể giúp cho bạn có sự tự hào và thành công thôi ha. Cho nên hãy biết trân trọng và yêu thương bản thân của mình. Đừng vì những cái lời nói ghen ghét hoặc là phê phán, phán xét từ những người khác khiến cho bản thân của bạn bị tụt dốc, khiến cho bạn cảm thấy chán ghét bản thân của bạn, thì đó là điều không nên ha. Thứ 7, 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Ở đây mình thấy trong ngày hôm nay có vẻ là các bạn không có muốn tiếp xúc với nhiều người đâu. Các bạn muốn có một cái không gian yên tĩnh, và có khả năng đang có sự gọi là cân nhắc, chưa có thể đưa ra một quyết định nào đó, đang có sự phân vân ha, do dự giữa hai cái sự lựa chọn.
Và mình thấy trong ngày hôm nay một số bạn có làm việc gì đó mà liên quan đến giấy tờ, đến hồ sơ đó. Cho nên là bạn cũng được khuyến khích là khi mà bạn ký bất kỳ những giấy tờ nào, bạn phải nhìn rõ, nhìn phải hiểu hết các luật lệ trong cái sổ sách đó để bạn không có bị gọi hớ hoặc là bút sa gạch chết ở đây nha. Mình thấy các bạn có một cái điều gì đó mới mẻ, có khả năng là các bạn đã rời khỏi một công việc nào đó, bạn đang muốn tìm kiếm cho mình những cơ hội công việc mới, và có khả năng có tới hai cơ hội đối với bạn và bạn có một cái sự hơi do dự không biết chọn cái nào ha. Thì hãy lắng nghe cái trực giác, cái sự mách bảo từ trong trái tim của bạn, bạn thực sự muốn đi theo con đường nào, điều nào khiến bạn cảm thấy vui vẻ khi mà làm nó mỗi ngày á. Bởi vì khi bạn làm những công việc bạn yêu thích đó, thì bạn mới có động lực, bạn mới có niềm vui, bạn không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy mệt mỏi chán chường. Còn nếu như bạn đã không thích rồi thì có khả năng cái thời gian mà bạn gắn bó với công việc đó nó sẽ rất là ngắn ha. Và trong ngày hôm nay thì mình thấy là dường như là bạn sẽ có một cái sự gọi là đưa ra một cái quyết định sáng suốt hơn, thấu suốt hơn cho bản thân. À, ngày hôm nay thì cái từ khóa của bạn là hãy giữ sự cân bằng và hãy tập trung vào những gì mà bạn mong muốn thôi, những gì mà bạn ưu tiên ngay lúc này thôi. Đừng để những cái điều phiền toái trong cuộc sống nó gây phiền nhiễu cho cái tinh thần, cái tâm trí của bạn. Ngày hôm nay nếu mà bạn có tham gia vụ kiện hoặc là giấy tờ gì đó thì có vẻ như là lúc đầu nó hơi chập chùng, nhưng mà sau đó mình thấy dường như nó có sự thuận lợi hơn. Hoặc là một số bạn sẽ thắng kiện chẳng hạn. Ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy tỉnh táo ha, hãy gọi là viết ra giấy, viết ra một cuốn sổ ghi chép tất cả những gì bạn mong muốn và bạn phải thực hiện những điều đó ra sao để có thể đạt được cái thành công, còn hơn là mù mờ, còn hơn là ngồi đó rồi thụ động ha. Nó không giúp ích được gì cho bạn, hãy tận dụng cái thời gian của bạn. Ngày hôm nay một số bạn thì được khuyến khích là hãy đi dạo, hít thở không khí trong lành, thoải mái, và đừng đi đến những nơi độ cao hoặc là đi đứng cần phải nhìn ngó cẩn thận để tránh bị té nha. Ngày hôm nay thì mình thấy nó chỉ chủ yếu xoay quanh vấn đề là lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn thôi ha. Hoặc là ngày hôm nay khi mà nói năng phải ứng xử cần phải có sự kỹ lưỡng cẩn trọng để tránh gây sự gọi là tổn thương đến người khác cũng như tổn thương cho chính mình ha. Tốt nhất là im lặng là vàng và bảo vệ kiểm soát cảm xúc thật là tốt ngày này. Và trong ngày hôm nay các bạn cũng được khuyến khích hãy có sự trung thực ha, nói ra những điều trung thực hoặc là có liên quan đến giấy tờ hoặc là tiền bạc cần phải có sự kỹ lưỡng tỉ mỉ. Một số bạn nếu như đã từng bị người khác vu oan, nghĩ xấu về bạn, có khả năng ngày hôm nay mọi thứ được sáng tỏ ha. Và ngày hôm nay tất cả những gì bạn nói, những gì bạn nghĩ, ha, những gì bạn hành động đều được ơn trên thần thánh ghi chép hết, cho nên phải có một cái sự gọi là kỹ lưỡng trước khi nói hoặc là trước khi hành động hoặc là trước khi đưa ra những cái lời bình luận nhận xét nào đó. Và hôm nay tránh phán xét ha, tránh đánh giá cũng như hãy tập trung vào bản thân và đừng nhìn ngắm người khác nữa. Và bạn cũng không còn phải gọi là để bản thân của bạn bị bận tâm với những cái sự chỉ trích đâu ha. Bởi vì đó là của người khác không phải là của bạn. Việc của bạn là phải tự khẳng định bản thân của bạn. Bạn là một người tốt và bạn sẽ thành công. Và hãy lấy cái sự thành công của bạn để có thể dập tắt những cái sự gọi là phê bình từ người đó ha. Và im lặng để chứng tỏ bạn là một người có thực lực cao ha. Bạn không có gọi là đối chấp với những người có tầm hiểu biết không bằng bạn, nói chung là vậy. Đôi khi những người im lặng họ lại là những người rất là nguy hiểm nha. Những người im lặng thì người ta sẽ không biết họ nghĩ gì và không biết làm cách nào để có thể gọi là khiến cho cái người đó bị lung lay ý chí hoặc là công kích cái người đó. Thì bạn hãy giữ im lặng để giữ cho mình một cái sự nguy hiểm để người khác không thể gọi là đá động đến bạn. Và ngày hôm nay một số bạn được khuyến khích là hãy cứ sự gọi là thoải mái, vui vẻ, phấn chấn thôi. Đừng có quá quá gây áp lực cho bản thân của mình ha, đừng kìm hãm, đừng gọi là thúc ép bản thân của mình. Hãy giống như trẻ thơ trong ngày hôm nay ha, tận hưởng niềm vui mỗi ngày. Một số bạn có sự tiếp xúc với trẻ con trong ngày này. Và có sử dụng dao kéo cẩn trọng bị đứt tay ha.
Ở đây thì bạn nhận được cái lá bài này vì có một cái cảm giác quan trọng mà bạn đang cố lờ đi ha. Hãy cố gắng gạt nó sang một bên. Và đồng thời cảm giác này nó thôi thúc bạn hãy thành thật với chính mình. Và thiên thần muốn nói với bạn rằng hãy đối mặt với sự thật này sẽ được chữa lành. Và nó sẽ cho bạn cái phương hướng và sự hướng dẫn mà bạn tìm kiếm ha. Có khả năng bạn đã cố gắng phớt lờ cái sự thôi thúc bên trong của mình bởi vì bạn lo lắng về việc thay đổi cuộc sống. Thì thiên thần trấn an bạn rằng ha, các ngài đang hướng dẫn bạn và đảm bảo rằng nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và các mối quan hệ của bạn luôn lành mạnh. Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi, giữ những cái suy nghĩ yêu thương về bản thân và đồng thời hãy luôn nâng cấp bản thân của mình và hãy luôn cảm ơn, cầu nguyện, tin tưởng vào sự che chở, hướng dẫn từ các thiên thần dành cho bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người đang có một cái sự cố gắng làm việc rất là chăm chỉ và các bạn là những người sống rất là chân thật, rất là trung thực, đôi khi cũng có một cái sự vô tư hồn nhiên gì đó ở đây. Và bạn cũng là một người biết lắng nghe, biết học hỏi, biết phát triển bản thân. Một số bạn thì có khả năng các bạn làm việc liên quan đến cộng đồng, hội nhóm, hoặc là một số bạn làm trong lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh cũng có ha. Ở đây dường như là bạn hơi bị mệt mỏi với có quá nhiều áp lực, quá nhiều cái công việc hiện tại. Ở đây thì mình thấy là các bạn là những người cực kỳ sáng tạo và thông minh, là những người luôn biết nắm bắt cơ hội đến với cuộc sống của mình ha. Khôn ngoan và tài trí nữa. Và một số bạn đang rất là tiết kiệm tiền bạc, không có dám tiêu xài phung phí. Mình thấy bạn là một người luôn lan tỏa ánh sáng, sự tích cực, niềm hân hoan, sự lạc quan, hào hứng cho những người khác ha. Và hãy luôn giữ vững cái tinh thần như vậy, hãy luôn gọi là tỏa sáng như vậy ha. Đừng có kìm hãm bản thân của mình. Ví dụ như bạn có những cái phẩm chất tài năng, tài giỏi gì đó thì bạn cứ bộc lộ nó ra ha. Và đồng thời ở đây có khả năng cái lời khuyên của bạn sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người. Họ tìm thấy được ánh sáng riêng của bản thân. Đồng thời có khả năng ở đây thì các bạn cũng được khuyến khích đừng tiêu xài quá phung phí trong thời gian này. Hãy cố gắng tiết kiệm hơn ha, cho cái cuộc sống của bạn nó có sự ổn định và an toàn. Và giai đoạn này có đi ra ngoài giường á, thì cẩn trọng để tránh bị rắn cắn nha. Và cẩn thận trước những lời cám dỗ xung quanh bạn ha, liên quan đến tài chính của bạn đó ha. Giữ đồng tiền thật là chặt, thật là chắc nha. Một số bạn đang tìm cách để kiếm tiền thêm nữa hay gì đó. Rồi để mình xem qua ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Ở đây ngày hôm nay dường như ở cái giây phút ban đầu, mới đầu ngày là mình thấy bạn thấy mệt mỏi, là có nhiều việc phải giải quyết, hoặc là bạn cảm thấy hơi bị kiệt sức, bị áp lực, hoặc là hơi bị ê ẩm, mình mẩy ha. Thấy trong ngày hôm nay bạn sẽ có một cái sự tiếp xúc tương tác với một người mang năng lượng nữ. Đây là một người chín chắn, ăn nói thì sắc sảo, tinh tế và có sự trung thực. Tuy nhiên thì lời ăn tiếng nói của họ khá là không có được trao chuốt, họ khá là thẳng thắn đó. Và đồng thời mình thấy bạn có một cái sự gọi là nhiều ý tưởng, nhiều sự sáng tạo ha, nhiều sự phát minh gì đó ở đây. Một số bạn có khả năng sẽ đưa ra một quyết định nào đó cho cuộc sống của bạn. Mình thấy có rất là nhiều cái sự phong phú đa dạng về suy nghĩ của bạn trong ngày này. Mà trong ngày hôm nay thì mình thấy là cũng sẽ có những cái lời nói chỉ trích hoặc là phê bình gì đó bạn, thì tốt nhất là bạn biết trước rồi thôi.
giữ tâm mình bình an ha, không cần phải tranh chấp với đời làm gì cho nó mệt mỏi. Ngày hôm nay mình thấy các bạn có muốn có một cái sự rời khỏi những cái môi trường độc địa, những cái điều gọi là tâm tối, hoặc là những cái sự gọi là gây cho bạn cái sự mất tập trung á. Mình thấy dường như là bạn sẽ tập trung hơn và hướng đi của bạn nỗ lực hơn rất là nhiều, cố gắng với cái công việc hiện tại và muốn đưa nó đạt tới cái đỉnh cao nhất ở đây ha. Ngày hôm nay thì như mình nói là cẩn thận rắn rít đó nha. Và trong ngày hôm nay một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ dự tính đi đâu đó đó ha. Một số bạn có một cái sự tính là rời khỏi một cái môi trường công việc nào đó mà áp lực quá, và bạn đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái hướng mới, công việc mới chẳng hạn. Một số bạn mà sử dụng dao kéo trong ngày này cẩn trọng ra bị đứt tay. Và trong ngày hôm nay thì mình thấy là một vài bạn thì tránh tranh cãi với người khác ha, để gây tổn thương cho bản thân lẫn người khác nữa, mất hình tượng của bạn. Ngày hôm nay bảo vệ cái như mình nói là làm việc còn phải có một cái sự nghỉ ngơi hợp lý ha, tránh ôm đồm nhiều quá. Nếu còn thì hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc là đội nhóm hỗ trợ để cho bản thân có không gian để nghỉ ngơi, để thư giãn ha. Bởi vì bạn làm việc quá cực lực á, thì có khả năng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn, vì stress căng thẳng quá ảnh hưởng đến tim mạch của bạn, dễ rất là dễ bị đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Sức khỏe là điều rất là đáng quý đối với bạn đó ha. Một vài bạn có khả năng được đảm nhận lên vị trí cao hơn, cho nên có nhiều cái trách nhiệm hơn, nhiều công việc hơn, cho nên là bạn sẽ cố gắng học hỏi và tìm kiếm thêm thông tin tài liệu gì đó ha. Và ngày hôm nay mà có nói chuyện với người yêu thì phải nói chuyện rõ ràng để tránh gây tổn thương cho nhau, hoặc là không hiểu lầm nhau rồi có sự rời đi nữa ha. Một số bạn mang năng lượng nữ ở đây, mình thấy dường như có một người nam nào đó họ đang có một cái sự gọi là muốn nói chuyện với bạn, muốn chủ động nhắn tin hoặc là muốn tiến đến bên bạn. Nhưng mà dường như mình thấy bạn có sự thờ ơ ở đây ha. Và ngày hôm nay nếu bạn có sử dụng tiền bạc hay gì đó, phải tỉnh táo, phải kỹ lưỡng, phải sáng suốt, cẩn trọng ha. Một vài bạn có thể có những chuyến đi du lịch hay đi công tác kết hợp với du lịch ở đây, hoặc là đi tới đi lui đi đâu đó cũng có một cái sự di chuyển trong ngày này. Một vài bạn có một cái tin tức gì đó ở xa được đưa tới với bạn đó. Ở đây thì mình thấy là bài này muốn nói với bạn rằng cái tình huống trong ngày hôm nay nó sẽ được hưởng lợi từ cái khiếu hài hước của bạn. Và xem trải nghiệm của bạn như thể bạn đang xem một cái cảnh trong phim. Hãy ghi nhớ ha, Shakespeare đã nói rằng là tất cả thế giới đều là một sân khấu. Và bạn hãy nhìn thấy cái sự hài hước trong tất cả những tình huống mà bạn gặp phải trong ngày hôm nay, bằng cách có một cái quan điểm mới về hành vi của mọi người. Bạn có thể tự động tách mình ra khỏi tình yêu. Sự hài hước sẽ cho phép mọi người buông bỏ sự phòng thủ của họ để tình yêu có thể bước vào và chữa lành hoàn cảnh và các mối quan hệ. Đó là lý do tại sao vũ trụ và các thiên thần có khiếu hài hước tuyệt vời, và bạn cũng là một người như vậy. Hãy biết rằng ngày hôm nay tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hoặc một số bạn có khả năng sẽ xem phim hài ha, xem kịch gì đó, chương trình truyền hình để cải thiện tâm trạng của bạn. Ở đây một số bạn thì mục đích sống của bạn liên quan đến việc viết lách, diễn xuất hoặc là diễn thuyết hài hước. Hãy tìm hiểu một số câu chuyện cười mới như một cách để giúp cho các mối quan hệ của bạn tốt đẹp hơn, hoặc là giúp cho bạn yêu đời hơn. Đồng thời một số bạn có khả năng sẽ tham gia những cái lớp học để cải thiện kỹ năng nói và sự tự tin của bạn ở đây ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào.
và đang dẫn cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Ở đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người rất là thông minh, can đảm, là những người có khí thế anh hùng ha, hơi nóng tính một chút thôi. Tuy nhiên mình thấy bạn dường như đã có sự tiết chế cân bằng hài hòa ở đây, và có khả năng một số bạn có thể là bạn là một người rất là thích học hỏi, phát triển bản thân của mình, là một người có một cái sự gọi là có thể cho lời khuyên, có sự gọi là giúp đỡ cho người khác cảm thấy tốt hơn, ấm áp hơn bởi những cái lời nói động viên của bạn ha. Và ở đây mình thấy dường như trong cuộc sống của bạn có khả năng là bạn đang gặt hái được những cái thắng lợi, thành công, vinh quang nào đó. Hoặc là một số bạn sắp tới sẽ đi đám cưới nè. Hoặc là sắp có căn nhà mới, sắp ăn tiệc tân gia. Hoặc là sắp có những cái sự gọi là hội họp gia đình, người thân, bạn bè. Hoặc là sắp tới các bạn sẽ có những cái buổi học hỏi. Hoặc là sẽ có những cái sự gọi là gia nhập những cái cơ quan tổ chức nào đó. Hoặc là trong thời gian tới các bạn sẽ rất là bận rộn với những cuộc họp nhóm, họp đoàn thể gì đó. Đây mình thấy cuộc sống của bạn đang trải qua những giai đoạn có sự bước ngoặt, sự thay đổi lớn ha. Kiểu như bạn đang có một cái sự thức tỉnh về cái mục đích sống, con đường, lối đi như thế nào, và bạn có sự nhìn nhận, đánh giá lại chính bản thân của mình, về hành trình của mình, và dường như là bạn đang có một cái sự gọi là đổi mới mặt tư duy ha. Bạn biết gọi là nâng cấp bản thân hơn, có sự gọi là tu tập hơn ha. Bạn có sự tu tâm dưỡng tính hơn, chứ bạn không có còn thích gọi là bon chen với đời nữa. Bạn biết khôn khéo trước khi bạn đưa ra bất kỳ những quyết định nào đó. Rồi để mình xem coi ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Một số bạn có khả năng ngày hôm nay sẽ đi nhà thờ ha. Hoặc là ngày hôm nay có thể là các bạn sẽ dành thời gian ở một mình để đọc sách, để nghiên cứu, để tìm tòi những cái kiến thức lĩnh vực gì đó mới ở đây. Thấy bạn có sự quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Và trong ngày hôm nay thì một vài bạn có thể là bạn sẽ có những cuộc gọi là cuộc thi hoặc là cuộc phỏng vấn gì đó ha. Nếu như bạn có một cái sự rời khỏi một công việc nào đó thì có khả năng là bạn sẽ học rất là nhiều, và bạn tiếp thu kiến thức ở đây rất là nhiều, và có khả năng được người khác giúp đỡ, cho lời khuyên, gặp gỡ những người thân quen. Và mình thấy là bạn sẽ có một cái sự kết nối, tương tác, có khả năng là một người mang năng lượng nữ. Đây là một người có sự gọi là lạnh lùng, sắc sảo, tinh tế, và sống rất là chính trực, và cái người này khá là thẳng thắn, và người này có sự tôn nghiêm của họ ha. Ở đây mình thấy có vẻ như là nếu như bạn không có sự gọi là chuẩn bị chắc ăn về mặt kiến thức, về mặt tinh thần thì rất là dễ bị vụt khỏi cơ hội này, nhưng lại là một cái kinh nghiệm để cho bạn có thể gọi là thành công ở những cơ hội sau, bởi vì mình thấy có rất là nhiều cơ hội đang mở ra với bạn, cho nên là không cần phải có một cái sự gọi là bất an, lo lắng hoặc là buồn phiền, chán nản gì cả, bởi vì đôi khi những gì bạn không có được có thể là phía sau đó là những điều sẽ tốt đẹp hơn đến với bạn ha. Bạn phù hợp với những gì tốt hơn, cho nên là cái việc của bạn là phải học hỏi nhiều hơn, phát triển nhiều hơn, lắng nghe trực giác của mình, và luôn gọi là có những cái sự gọi là tỉnh táo trước khi đưa ra bất kỳ những cái quyết định tình huống nào. Ở đây một số bạn có khả năng sẽ gặp được người quen, người thân trong ngày nay, hoặc là người ta đến thăm các bạn, hoặc là bạn đến thăm người thân của các bạn. Và trong ngày hôm nay mình thấy dường như một số bạn là cẩn trọng ha, cẩn trọng củi lửa, hoặc là đi đến những nơi nào mà có độ cao thì phải cẩn thận ha, đội nón bảo hộ đối với những bạn đi đến những nơi gọi là xây dựng rồi đó. Và trong ngày hôm nay chạy xe cẩn thận, đừng có gọi là sao lãng, hãy biết giữ sự tập trung để bản thân của bạn không có bị gọi là tổn thương ha. Một số bạn có khả năng sẽ nhận được một cái tin tức gì đó từ người thân của bạn đó trong ngày này. Một vài bạn thì mình thấy trong ngày hôm nay thì sống dĩ hòa vi quý, vui vẻ thôi ha, đừng có tranh cãi mâu thuẫn, bởi vì có khả năng là sẽ xảy ra những cuộc xung đột lớn. Còn nếu như bạn biết tiết chế cân bằng mà bạn không có gọi là
gây hấn với người khác, bạn có sự rời đi và bạn tĩnh tâm, bạn yên lặng thì mọi chuyện nó sẽ vượt qua một cách bình yên, thoải mái nhất cho bạn ha. Tốt nhất là im lặng là vàng trong ngày hôm nay, và tránh ở những nơi nào mà có sự gọi là cãi vã gì đó thì bạn đừng có xen vào, bởi vì cái người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là bạn nha. Một số bạn sẽ có sự gọi là tiếp xúc với trẻ thơ trong ngày này cũng có ha. Trong ngày hôm nay một số bạn sẽ nghe được những cái tin tức gì đó khá là giật gân, hoặc xì căng đan, hoặc là những tin tức gì đó mà khiến cho bạn hơi cảm thấy bất ngờ. Ngày hôm nay thì nếu mà được thì tốt nhất ở trong một không gian riêng cho bản thân thôi, không cần tiếp xúc quá nhiều sự phức tạp trong ngày này. Và hãy cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ những cái quyết định nào cho bản thân của mình. Hôm nay cuối ngày mình thấy bạn hơi mệt á, bạn buồn ngủ thì bạn đi ngủ sớm đi ha, đừng có gắng gượng rồi cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Một số bạn mà mình thấy các bạn mệt quá là bạn nghỉ ngơi, bạn đừng có ráng nha, bởi vì có khả năng là cái tinh thần của bạn nó hơi bị nhức đầu hoặc là cảm thấy hơi bị rối ha. Còn bạn suy nghĩ nhiều quá, bạn áp lực nhiều quá rất là dễ bị rối loạn tiền đình hoặc là bị đột quỵ, cho nên phải cẩn trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân mình. Uống nước nhiều trong ngày hôm nay, nếu được thì hãy thư giãn ra ngoài không gian thiên nhiên, hít thở cây cối, với lại đừng có cãi vã với ai khác trong ngày này. Một số bạn có thể là các bạn sẽ cho người khác lời khuyên, hoặc là ai đó sẽ cho bạn lời khuyên trong ngày này, và một số bạn sẽ nghe những cái sự gọi là những bài thuyết giảng của các thầy các cha trong nhà thờ ha, để cảm thấy yên bình tâm trí hơn. Trong ngày hôm nay giữ tâm bình tĩnh, tránh những xung đột không đáng, mất thời gian, mất công sức, mất hình tượng ha. Một số bạn sẽ được lên vị trí như là đào tạo nhân lực hay gì đó, chia sẻ kiến thức ha. Hoặc là một số bạn sẽ giúp đỡ cho những người nào đó mà họ rơi vào cái sự gọi là đau đớn, tuyệt vọng trong cuộc sống, giúp cho họ có thêm tinh thần, thêm động lực để phát triển. Một số bạn mình thấy dường như bạn có một cái sự nhìn nhận, có được cái sự khai sáng nào đó mà mình thấy dường như là bạn có sự gọi là lột xác, trở thành một phiên bản mới cao cấp hơn ha. Bạn muốn thay đổi bản thân, thay đổi toàn bộ những cái chương cũ cuộc đời của bạn để bạn mở ra một chương mới với cái sự gọi là khôn ngoan, tài trí, tinh tường, sắc sảo và nâng cấp kiến thức của mình nhiều hơn ha. Bạn nào trong ngày hôm nay có nói chuyện với người yêu cẩn trọng ha, để tránh gây cái sự đổ vỡ ở đây. Và ngày hôm nay mà có sử dụng tiền bạc gì đó thì cẩn trọng, nhìn kỹ ha, kỹ lưỡng với tránh đầu tư trong ngày này, hoặc là tránh cho mượn tiền, cho vay mượn tiền trong ngày hôm nay. Để tránh cái sự thất thoát cho bản thân của bạn hoặc là sự hối tiếc nào đó. Đặc biệt là mình thấy trong ngày hôm nay nếu những người quen nào đó muốn mời gọi bạn hợp tác hoặc là đầu tư tiền bạc thì bạn phải càng cẩn trọng hơn nữa ha, phải biết cách từ chối khéo để tránh gây xung đột, gây sự mất tình giao hảo giữa đôi bên. Ở đây cái thiên thần muốn nói với bạn rằng khi bạn suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ tạo ra kết quả tích cực ha. Tình huống này đòi hỏi những cái suy nghĩ lạc quan, đó là những cái thành phần kỳ diệu mà bạn đang tìm kiếm. Mặc dù bạn có thể là phản đối rằng bạn đã có một cái tư duy tích cực, nhưng thiên thần khuyên bạn nên loại bỏ những suy nghĩ lời nói của mình khỏi những cái bất kỳ những cái lo lắng hoặc là tiêu cực nào khác. Và thiên thần nói với bạn rằng bạn có thể biết suy nghĩ của mình mang tính xây dựng như thế nào bằng cách chú ý đến cái sự kiện gần đây trong cuộc sống của bạn, vì các mối tương quan trực tiếp giữa những suy nghĩ tích cực và nhận ra những kết quả tích cực. Và các ngài sẽ giúp bạn nâng cao tinh thần của bạn lên một mức độ thực sự có ích để những cái trải nghiệm của bạn được vui vẻ và hoan nghênh ở đây ha. Hãy áp dụng nói những cái lời nói khẳng định tích cực hàng ngày, hoặc là đọc sách, tham gia lớp học ha, về những lời khẳng định tích cực, tham gia cộng đồng, những cộng đồng mà nằm nâng cao cái sự tích cực lạc quan á. Hãy tránh đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác, thay vào đó hãy tập trung vào giải pháp thay vì lo lắng. Hãy cầu nguyện và thực hành một cái tâm trạng yêu thương và từ bi ở đây, và tha thứ cho tất cả những người gây hấn cho bạn, bởi vì cuộc sống của họ cũng đang rất là khổ, đau khổ nhiều ha, cho nên không có biết chút giận vô ai, cho nên tìm kiếm những người có tâm từ bi như bạn để trút giận. Còn bạn thì bạn hãy gọi là phớt lờ họ đi ha.
tha thứ cho họ ha, bởi vì có khả năng cuộc sống của bạn đang rất là hạnh phúc và hạnh phúc hơn rất là nhiều những gì mà họ có được, cho nên họ sanh lòng, họ đố kỵ hoặc là họ khó chịu ha. Bản thân của mình thì mình còn phải có một cái sự gọi là tránh xa những nguồn năng lượng tức giận, oán ghét, bởi đó là những cái nguồn năng lượng cực kỳ thấp và nó sẽ kéo cái sự may mắn của bạn rời xa khỏi bạn. Việc của bạn phải luôn nâng cấp sự tích cực, yêu thương, quan tâm bản thân của mình và trân trọng giá trị của mình, và đừng để những cái nguồn phiền nhiễu bên ngoài, những con người tiêu cực ảnh hưởng đến cái năng lượng của bạn và ảnh hưởng đến cái phước lành đang đến với bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình xin chào các bạn.